thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Jeremy chương 40. Bốn chương tiếp theo liên hệ đến những sự kiện xảy ra sau khi thành Jerusalem bị sụp đổ. Ở chương trước, vua Nebuchadnezzar ra lệnh phải trả tự do cho Jeremy khi Babylon đã chinh phục Jerusalem. Vị tướng đáng tin cậy của ông là Nebuzaradan đã thả Jeremy khỏi hành lang lính canh. Ông ta và những lãnh đạo khác của Babylon đã cư xử với Jeremy đầy tôn trọng. Người Babylon nói với Jeremy rằng ông được tự do ở lại với bạn ông là Gedalia tại Giuđa. Trong 40 năm, Jeremy không hề nhận được sự tôn trọng như vậy từ chính dân của ông. Bây giờ, người Babylon đối đãi với ông như một nhân vật danh tiếng. Cuối cùng, Jeremy cũng nhận được sự tôn trọng đáng phải có dành cho chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, giữa giai đoạn rối loạn của chiến tranh, người Babylon đã xiềng ông chung với những tù nhân khác và bắt qua Babylon. Jeremy suy nghĩ gì khi ông bị buộc phải bắt đầu một hành trình dài trong xiềng xích để đi đến Babylon? Có lẽ ông nghĩ mình không thể sống sót với một hành trình dài như vậy. Cũng có thể ông nghĩ đến lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời có luôn giải cứu ông không? Cuối cùng, vị tướng của Babylon đã phát hiện ra sự nhầm lẫn khi họ đi đến Rama. Nebuzaradan đã thả Jeremy tại Jerusalem. Bây giờ Nebuchadnezzar lại thả ông một lần nữa. Người Babylon tin rằng Đức Chúa Trời đã đổ cơn thạnh nộ của Ngài trên dân Giuđa vì dân này đã làm ngơ trước lời của Ngài. Nhưng họ không hiểu rằng Chúa cũng sẽ không dung chịu tội lỗi trong bất cứ thành nào. Vì vậy, nếu một dân tộc cứ khăng khăng về tội lỗi của mình, thì Ngài sẽ hạ họ xuống. Và đây chính là điều đã xảy ra cho Babylon 50 năm sau. Người Babylon không chỉ hiểu lầm Chúa mà thôi, họ còn hiểu lầm Jeremy nữa. Người Babylon nghĩ rằng theo đường lối chính trị, Jeremy là người thuận Babylon. Họ đã sai. Dù biết rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng người Babylon để đoán phạt dân Giuđa, nhưng Jeremy vẫn yêu quý dân tộc của mình. Vì vậy, khi đứng trước sự chọn lựa đi sang Babylon hay ở lại Jerusalem, thì Jeremy đã lựa chọn ở lại quê hương. Quyết định ở lại giúp ông tiếp tục kinh nghiệm bàn tay Đức Chúa Trời hành động cách diệu kỳ. Chúa đã dùng người Babylon để cung cấp lương thực cách dư dật cho Jeremy. Giữa cảnh chiến tranh loạn lạc và nghèo khó, lương thực là điều rất quý giá để họ có thể sinh tồn. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng chính những người ngoại bang để chu cấp cho ông cách rộng rãi. Sau nhiều năm chịu khổ dưới tay người Giuđa, bây giờ đã đến lúc Jeremy nhận lấy sự tôn trọng và sự chăm sóc cả về vật chất lẫn nhu cầu về an toàn. Ở giữa sự hỗn loạn của một thành phố bị phá hủy, vị chỉ huy trưởng muốn Jeremy chọn một nơi an toàn để sinh sống. Hai nơi an toàn nhất là Babylon và nhà của Gedalia. Khi Nebuzaradan cảm thấy Jeremy muốn ở lại, ông đề nghị Jeremy nên ở với Gedalia. Chúa không những bảo vệ Jeremy khỏi cảnh chết đói, Ngài còn giải cứu ông khỏi gươm giáo và dịch lệ chết người. Trong cả cuộc đời của Jeremy, Chúa đã dùng những con người, những phương tiện khác nhau để cung cấp nhu cầu cho ông. Trong phần cuối cùng của chương này, tin tức về một âm mưu sát hại đã phá vỡ đi cảnh bình an vừa được thiết lập. Gedalia nghe rằng có một người tên là Ít-ma-ên đang lập mưu giết ông. Tại sao Ít-ma-ên lại muốn làm điều này? Ít-ma-ên thuộc dòng dõi tôn thất vì ông là cháu của Elisama, chương 41 câu 1. Mà Elisama là con trai David, Samuel nhì chương 5 câu 16. Có lẽ Ít-ma-ên muốn trả thù người Babylon vì đã bắt và giết những người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hoặc cũng có thể ông muốn lên làm thống đốc thế Gedalia vì Gedalia không thuộc dòng dõi tôn thất. Dù động cơ của Ít-ma-ên là gì chăng nữa, Johanan tin rằng Ít-ma-ên là mối đe dọa cho Gedalia. Johanan không phải là người duy nhất biết âm mưu này của Ít-ma-ên, nhưng tất cả các cấp chỉ huy quân đội đều biết và họ đã cảnh báo cho Gedalia. Tuy nhiên, Gedalia ngây thơ đã tin vào sự công chính của Ít-ma-ên và ông đã gạt bỏ lời đề nghị giết Ít-ma-ên. Chính vì vậy, ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
câu hỏi suy ngẫm. Phần đoạn kinh thánh này khích lệ bạn như thế nào khi đối diện với thiếu thốn về nhu cầu cơ bản trong đời sống như chi phí sinh hoạt, chi phí đóng tiền học, chỗ ở? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ con đến từ đâu? Chúa ơi, sự tiếp trợ con đến từ Đức Giê-hô-va, là Chúa của con, là đấng đã dựng nên trời và đất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.